Rồi, Vũ xin chào tất cả mọi người. Thì chúc mọi người có một đêm ở nhà thật vui vẻ. Như mọi người thì biết thì hiện nay dịch corona đã lan truyền khắp nơi trên thế giới và đã lấy đi biết bao nhiêu mạng con người vô tội rồi, đúng không ạ? Và hiện nay thì đại dịch đó cũng đã tràn qua Việt Nam chúng ta. Thì trước tình hình trên thì đảng và nhà nước cũng đã kêu gọi mọi người dân là từ 1 tháng 4 cho đến 15 tháng 4 nếu không có việc gì cần thiết thì nên hạn chế tiếp xúc ra bên ngoài để chúng ta có thể là tránh dịch một cách có hiệu quả nhất ha nha mọi người. Thì cũng giống như mọi người thôi, đáng lẽ là giờ này là 7 giờ Vũ đã đi uống cà phê cùng với bạn bè rồi. Nhưng không biết là giờ này ra ngoài đường không biết có quán cà phê nào không nữa. Thôi thì Vũ quyết định ở trong phòng hát một bài hát về cách phòng chống corona trước tình hình mà corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Rồi xin mời mọi người cùng lắng nghe nha. Chẳng có trái tim nên không cần suy nghĩ, chỉ biết lấy lan hồng tiêu quỷ nhân loài. Xâm nhập vào trong tầng buồn phối con người, em quỷ hoài con đường hô hấp, rồi lặng lẽ giết người chẳng chút gớm tay. Em lại thích đua đòi đi đó đi đây, thích tìm đến những nơi đông đu, bến cảng sân bay nơi em thường túc trực, đeo bám khách du hành để tràn sang nước khác. Bao người hãy mau phòng tránh em, nhớ rửa tay đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế ra đường tránh môi trường tiếp xúc, đừng quá hoang mang hãy giữ tâm an là luôn tin vào tương lai tay ương rồi sẽ qua. Phòng chống Covid là giữ mình trong sạch, hạn chế lây lan đừng tiếp xúc nhiều người. Đại dịch đã lan truyền ở khắp mọi nơi, nhưng ta vẫn có cách phòng ngừa hiệu quả. Đoàn kết thương yêu ta đẩy lùi tất cả, chung sức chung lòng chiến thắng Corona. Yeah.
Rồi Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe bài hát của Vũ hát vừa rồi nha. Hy vọng mọi người là sau khi nghe xong cái bài hát này thì đâu đó chúng ta sẽ biết cách bảo vệ cho mình, người thân sẽ được khỏe mạnh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch corona này nhé. Thì nếu mọi người thấy clip Vũ hát rồi có ý nghĩa thì xin mọi người hãy like và share cho mọi người cùng xem để mọi người có thể là cùng nhau dập dịch. Rồi Vũ xin chào và hẹn gặp lại các mọi người trong cái video clip mới nhất của mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.